Xin chào quý vị và các bạn, như mọi người nhìn thấy, đây là dòng xe tải Nissan 3,5 tấn được lắp ráp ở nhà máy ô tô Đồng Vàng. Đây là dòng xe được lắp ráp theo dạng CKD, tức là nhập khẩu đồng bộ động cơ, cabin và cụm sắt xi. Xe bắt đầu được tiến hành lắp ráp từ hồi đầu năm 2018, nhưng khi các sản phẩm xe Nissan 3,5 tấn được hoàn thiện do một số vấn đề về mặt pháp lý nên xe chưa thể ra mắt thị trường ngay tại thời điểm đó. Đến đầu năm 2019, các sản phẩm xe mới bắt đầu được bán trên thị trường và đã nhanh chóng được sự đón nhận của các khách hàng trên tất cả các miền của đất nước. Dòng xe tải Nissan 3,5 tấn nhanh chóng trở nên quen thuộc trên thị trường xe tải 3,5 tấn. Tại thời điểm năm 2019, sau khi khảo sát nhu cầu thị trường xe tải trên thị trường Việt Nam, nhận thấy phân khúc xe tải 5 tấn trên thị trường đang còn rất nhiều bất cập, cụ thể là có rất ít dòng xe thuộc phân khúc này cho khách hàng lựa chọn. Nắm bắt được nhu cầu, khách hàng nhà máy đã nhanh chóng lên phương án và triển khai lắp ráp tiếp một sản phẩm nữa của Nissan với tải trọng cụ thể là 5,5 tấn đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho các khách hàng. Xe được lấy tên thương mại là xe tải K6 Đồng Vàng. Và hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu đôi nét về sản phẩm mới này của nhà máy ô tô Đồng Vàng nhé. Mọi người hãy theo dõi hết video nào. Đầu tiên về thiết kế ngoại thất, về thiết kế kiểu dáng cabin. Xe tải Nissan 5 tấn K6 Đồng Vàng gây ấn tượng mạnh mẽ bởi thiết kế kiểu dáng vô cùng ấn tượng. Xe được thiết kế với kiểu cabin vuông, mang nét đặc trưng của các dòng xe đến từ Nhật Bản. Ngoài ra, các đường nét trên xe được trau chuốt tỉ mỉ mang đến cho xe sự chắc chắn, hầm hố, nhưng cũng đầy thẩm mỹ. Mặt ca lăng của xe tải Nissan 5 tấn được mạ chrome sáng, kết hợp với logo nhà máy Đồng Vàng ở chính giữa. Hệ thống đèn xe tải Nissan 5 tấn. Xe được trang bị cụm đèn pha được thiết kế trông vô cùng khỏe khoắn. Sử dụng đèn halogen siêu sáng, kết hợp với dải đèn LED phía trên, tạo nên sự khác biệt so với các dòng xe thông thường. Bên cạnh đó cũng góp phần tăng lên vẻ đẹp, sang trọng cho chiếc xe, giống như các dòng xe hơi hạng sang vậy. Ngoài ra, xe tải Nissan 5 tấn còn được trang bị cụm đèn sương mù, giúp các bác tài di chuyển dễ dàng và an toàn hơn trong thời tiết xấu. Hệ thống gương. Bên cạnh đó, hệ thống gương cũng là một điểm nhấn trong thiết kế của chiếc xe tải Nissan 5 tấn. Xe được trang bị cụm gương chiếu hậu bản rộng với hai gương. Một gương lớn giúp quan sát tổng thể sườn và phía đuôi xe. Một gương nhỏ sẽ giúp các bác tài dễ dàng quan sát vị trí các lốp xe. Bên cạnh đó, hai gọng gương khá rộng giúp góc quan sát lớn, đảm bảo an toàn khi di chuyển. Tuy nhiên thì theo nhận định của một số khách hàng, gương chiếu hậu của xe thiết kế hơi cồng kềnh. Ngoài ra, xe còn trang bị hai gương cầu để quan sát phía đầu xe và phía phần bên phụ của cabin, giúp việc di chuyển cũng như đỗ, đậu xe dễ dàng, chính xác, an toàn hơn. Thiết kế nội thất xe tải Nissan 5 tấn. Tổng quan nội thất khoang cabin. Xe tải Nissan 5 tấn K6 Đồng Vàng có khoang cabin vô cùng rộng rãi với 03 chỗ ngồi. Ghế nỉ êm ái, với ghế lái có thể điều chỉnh lên xuống theo thể trạng của người lái, giúp đem lại cảm giác thoải mái trong quá trình di chuyển. Xe được trang bị điều hòa 02 chiều tiêu chuẩn theo xe. Hệ thống đài radio giải trí cùng với khe cắm cổng USB giúp kết nối đa phương tiện dễ dàng. Ngoài ra, xe cũng trang bị sạc điện thoại, ổ cắm outlet 12V cùng với tẩu thuốc châm lửa tiện dụng. Các trang thiết bị nội thất trên xe tải Nissan 5 tấn. Vô lăng xe tải Nissan 5 tấn được thiết kế khá hiện đại. Đặc biệt, xe trang bị vô lăng trợ lực điện tử, gật gù, tích hợp còi đa điểm. Kèm với đó là tích hợp hệ thống nút bấm điều chỉnh âm lượng, giúp các bác tài dễ dàng điều chỉnh âm thanh khi vận hành xe. Cụm điều khiển trung tâm của xe được bố trí gọn gàng. Các cửa gió điều hòa được mạ viền chrome tạo nên các điểm nhấn trong khoang nội thất xe tải Nissan 5 tấn. Xe được trang bị cửa kính điện vô cùng tiện dụng, linh hoạt. Tay mở cửa được mạ chrome sáng bóng. Bên cạnh đó, xe tải Nissan 5 tấn còn được trang bị khóa điện điều khiển từ xa, giúp dễ dàng đóng và mở cửa, tiện nghi như ở một chiếc xe du lịch vậy. Đặc biệt, xe tải Nissan 5 tấn là dòng xe tải nhẹ được trang bị hai chế độ còi, bao gồm còi thông thường và còi hơi. Bên cạnh đó còn được trang bị tính năng Cruise Control, kiểm soát hành trình như xe du lịch. Đây là tính năng chỉ duy nhất dòng xe tải này mới có. Về thùng xe tải Nissan 5 tấn. Xe tải Nissan 5 tấn với thiết kế thùng hàng dài 5m, đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng của khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, phía nhà máy ô tô Đồng Vàng cũng như ô tô Tây Đô đã đưa ra thị trường đa dạng phiên bản thùng, thùng lửng, thùng bạt, thùng kín. Về phần động cơ, xe sử dụng động cơ Nissan ZD30D, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, công suất tối đa lên đến 150 mã lực.
Mô men xoắn cực đại đạt 370 nanomet tại tốc độ vòng tua 1600 đến 2600 vòng. Hệ thống phun nhiên liệu điện tử đa điểm Common Rail giúp tối ưu hóa sử dụng nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu khi chở tải là 11 lít trên 100 km và khi không chở tải là 8,7 lít trên 100 km. Hộp số 6 cấp tiến, một lùi giúp tài xế điều khiển xe dễ dàng. Cùng với hệ thống phanh khí xả, phanh hơi, đặc biệt là điều hòa lực phanh theo tải trọng, giúp xe di chuyển cực an toàn trên mọi cung đường. Ngoài ra xe còn trang bị cảm biến lùi và phanh hơi Locke. Đây là những trang bị mà rất hiếm các dòng xe cùng phân khúc trên thị trường trang bị cho xe. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Mọi người hãy đăng ký kênh để sắp tới mình ra video giới thiệu chi tiết nhất về dòng xe tải K6 đồng vàng 5,5 tấn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.